Bố mẹ ơi, đẻ thêm một em nữa đi, có em nó chơi. Nhưng mà sợ mẹ bị đau bụng phải mổ bụng ấy. Tôi thật hạnh phúc khi mà được tiếp xúc với những đứa trẻ đáng yêu và đáng khâm phục như thế này, thưa quý vị. Chương trình Mặt Trời Bé Con phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 28 tháng 10 2017 trên kênh VTV3.